Thưa quý vị, trong bối cảnh tình trạng ô nhiễm không khí do khói bụi và ô nhiễm môi trường ngày càng gia tăng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của con người, đặc biệt là trẻ nhỏ, thì việc cộng đồng và xã hội chung tay trong những hành động cụ thể để giảm thiểu ô nhiễm là điều vô cùng thiết thực. Và trong buổi chiều ngày hôm qua, 1.000 bạn trẻ thủ đô đã cùng nhau có mặt tại phố đi bộ Hà Nội để thực hiện màn nhảy flash mob lan tỏa tinh thần bảo vệ môi trường tới toàn xã hội. Màn nhảy được thực hiện trên kịch bản là một cuộc chiến giữa một thế lực zombie biểu trưng cho sức mạnh của không khí bẩn, sự lây lan mầm bệnh ảnh hưởng đến cuộc sống con người. Và các chiến binh chính là các bạn trẻ. Họ gửi đi thông điệp về việc bảo vệ sự trong lành của không khí và môi trường. Đây là hoạt động ý nghĩa trong bối cảnh tỷ lệ nhập viện do ô nhiễm không khí, nhiễm khuẩn đường hô hấp do khói bụi tăng cao. Màn nhảy flash mob tập thể này cũng đã được tổ chức kỷ lục Việt Nam xác nhận kỷ lục số lượng người nhảy flash mob trên phố đi bộ Hồ Gươm, gửi thông điệp bảo vệ không khí môi trường đông nhất Việt Nam. Từ hoạt động này thì ban tổ chức mong muốn sẽ cải thiện ý thức và kêu gọi người dân hãy cùng chung tay bảo vệ không khí và môi trường xung quanh.